striper fishing at Foursome Lake. Thirty plus. Hang hello. Hang get here lah. Colleen over there with Juan. Stuck me. Hang. Luôn à, pha tới đi lên bao. Tới đi plus rồi đó chúng ta. Thế nhận tức. Luôn sturgeon xa. Bọc bóng sturgeon quay mà sturgeon nhỉ. Ê luôn mà chiếm bung mẹ cô. Ý là ý đồ đẹp thông tin nha, tại hết tay cứ đẹp. Cách gì cái tiếng hồ không ạ? Yeah. That net black fire, that damn lor. Hold tight, sir. Mean outdoor. Mean outdoor. Door out mean. For some lake. Em vừa có những mà ta toi rồi nè. Stuck. Khang hello. Cali nè. Anh mang béo về Facebook. Damn Lord, that fucking huge, huh? Thế là đặt lo à. Mày tấn dến. À tăng tiêu lọc. Hàng dến lâu lâu à. Ô dến lâu. Tăng hàng dến lâu. That's it. Tớ đi ha. Tớ đi ăn cán. Khoảng chí đi ăn cán nè. Cá lên à. Tớ biết rồi. July. July 4th is a good day for fishing. 2015. Mày hái bài á, mày thấy mày nhảy lối á. Mày thấy mày khen nhảy. Nhưng mà như phần đó là sự năn lũng nha. Shit. Hold tight, Lord. Right here. Damn, hold tall. Damn. Quán như phone tao lo. Sorry, still recording. Hey, béo bảo hô hay như sáng chuốt nó à. Nhưng mua tao bằng tao béo, ok? Fuck này. It's still old, damn. Up inside mẹ. Ok, mạng cá. Ok, mạng cá nè. Damn này, lột nát chứ. Bộ đi chứ. Này, ít chứ chứ nha. Damn, nát kinh, ít chứ chứ. Mua tụng nó lõi. Quẹt quá, ít quá. Tôi cho nó tải, tôi tải hút bùng nó lại ta. Quẹt con nó cả bùng à. Ôi dù lòng như thế này, tao sát rồi. Holy shit. Holy shit. Look at me.
Damn, look at the Damn, look at the striper, dog. Holy shit. Whole body. Say, though, Hey. Galen, look at this. Same size as my body. God damn. You got on video? I got it. Your video. Damn, that was a good fight though, huh? I know, hell yeah. That boy was going to go inside the water. Fucking, hey man. But it seemed like a small one. Let me see how that caught a striper. What, that's the dead one or what? No, this is the live one. Oh, okay. Near net or no? Pole almost went in the water, huh? Near net or no? No. Ooh, it was a keeper, bro. Yeah, it is. Oh, shit, man. I do need a net. You need a net? Okay. Or no? Oh, shit, it's going top. It's not even that big, though. Why you need a net? Bro? I know it's a keeper, but it's not. Like, you don't need a net for it. Here, what do you need? That don't look like a keeper though, bro. Yeah, it's a keeper. Swallow that thing, huh? Yep. Good shit. Yep. Look at this shit, boy.